Cả nhà ơi, hôm nay em nấu một cái món rất là đặc biệt, đó là giò heo hầm thảo mộc nha mọi người. Thì cái thảo mộc á, cái gói á, nó bán trong siêu thị sẵn á, thì cả nhà có thể mua để bỏ vào và có thể nêm nếm thêm cái gia vị như là tương rồi mắm muối đường thêm cho nó đậm đà mọi người. Và đây là thêm nguyên liệu là có khoai tây, cà rốt và cái nấm này gì mọi người. À, rất là ngon luôn. Là chút xíu nữa cái chân giò này nó mềm á, tương đối á, mình sẽ bỏ các cái hỗn hợp khoai tây cà rốt vào nha mọi người. À, và hầm được một nửa thời gian rồi thì em sẽ cho một ít bột sắn dây vào để cho nó sánh sánh nha mọi người. Đây, cái nước nó sánh sánh rất là ngon nhân nha mọi người. Đây, bây giờ là cái giò á, nó đã tương đối mềm rồi thì Phượng sẽ bỏ những cái hỗn hợp còn lại nha mọi người. Hồi nãy cà rốt cứng hơn chút xíu thì Phượng có bỏ trước chút xíu. Còn bây giờ Phượng sẽ bỏ khoai tây. Và sau cùng là bỏ nấm hương này mọi người. Nấm hương thì nó rất là mềm cho nên là mình bỏ sau cùng. Và có cái nấm hương này thì cực kỳ ngon và thơm nha mọi người. Nó hơi đầy chút xíu nha, bây giờ mình đậy nắp á, nó sẽ xẹp từ từ và nó thấm và cho nhỏ lửa đun liu riu nha mọi người. Đây, bây giờ cái nồi giò hầm thảo mộc với khoai tây, cà rốt với nấm đã hoàn tất nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ cho một ít cái củ hành này mọi người, hành củ á với một quả ớt cho nó thơm. Món này thì ăn với bánh mì chấm cũng rất là ngon và ăn với cơm cũng cực kỳ ngon nha mọi người. Cả nhà có thể áp dụng với cho gia đình mình nhé. Đây, sau cùng thì em cho một tí ngò rí và nó vừa bắt mắt, vừa thơm mà vừa hấp dẫn nhé. Thì có cái món gì ở gia đình Phượng nấu thì Phượng sẽ quay lên đây chia sẻ với tất cả mọi người. Những ai mà ở phương xa thèm những cái món ăn thuần túy của Việt Nam thì có thể là tham khảo để nấu cho gia đình mình ăn nhé. Thì bây giờ Phượng xin kết thúc video tại đây. Rất mong quý khán giả có gì thì đóng góp vào phần bình luận cho Phượng nhé. Cảm ơn một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.